Kim Nhung xin kính chào quý khán thính giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, một mỗi tuần một sự kiện. Và thưa quý vị, sự kiện Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam đã cải thiện mức độ ngoại giao lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện qua chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 vừa qua. Thì từ đó thế đứng chính trị của Việt Nam với nước láng giềng Trung Quốc cũng đã tự tin hơn. Nhưng mà mặc dù Việt và Mỹ không có cái thỏa hiệp liên minh quân sự, nhưng mà những cam kết ở trong chiến lược toàn diện bao gồm an ninh, quốc phòng và thịnh vượng chung cũng sẽ giúp cho Việt Nam bớt lạnh chân hơn trong giao tiếp với Trung Cộng. Và chương trình Mỗi tuần một sự nghệ hôm nay với luật sư Đỗ Thanh Nhiên sẽ luận bàn về ý nghĩa của việc thoát chung của Cộng sản Việt Nam trong bang giao chiến lược toàn diện này. Kim Nhung kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kim Nhung xin rất hân hạnh kính chào luật sư Đỗ Thanh Nhiên. Cô Đỗ Thanh Nhiên trân trọng kính chào cô Kim Nhung, trân trọng kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng, thưa với ông, một số các nhà phân tích cũng đã cho rằng Việt Nam sẽ được hưởng nhiều lợi ích về lĩnh vực kinh tế, vốn cũng đã suy yếu của Việt Nam, lệ thuộc rất là nhiều vào Trung Cộng trước đây. Thưa luật sư, ông có thể phân tích những cái nội dung chính về kinh tế của Việt Nam sẽ thay đổi ra sao khi mà nâng cấp ngoại giao lên thành đối tác chiến lược toàn diện, và còn cái vấn đề đó là Việt Nam đang có cái kế hoạch sẽ khởi động lại việc khai thác đất hiếm từ mỏ có trữ lượng lớn thứ hai trên thế giới ở Việt Nam. Như vậy thì đất hiếm là tài nguyên gì? Và Mỹ cũng đã xem Việt Nam đó là đối tác sản xuất ở trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Thì ông cũng có thể trình bày thêm về chip bán dẫn là gì? Kính mời ông ạ. Đầu tháng 9 năm 23 thì Mỹ và Việt Nam đã ký thỏa thuận đưa cái bàn giao đối tác lên là đối tác chiến lược toàn diện. Trong cái thỏa thuận này, ngay từ lời tuyên bố thì cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều nhấn mạnh họ sẽ hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm và chất bán dẫn. Như vậy thì nội dung cam kết hoạt động kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ kỳ này là có thể nói là đặt trọng tâm ở đất hiếm và chất bán dẫn. Một cách vắn tắt thì chúng ta có thể hiểu là đất hiếm là một cái hợp đồng gồm 17 kim loại, đất hiếm mềm, màu trắng bạc và nặng, là một cái loại kim loại nặng. Từ đất hiếm thì người ta có thể chế ra 500 mạnh chịu nhiệt độ cao, tạo ra nhiều hiệu ứng điện tử vô cùng cần thiết cho quốc phòng. Tại Trung Quốc thì hiện nay cái mỏ đất hiếm của Trung Quốc có cái sản lượng là 44 triệu tấn, trong khi đó đất hiếm của Việt Nam có sản lượng 22 triệu tấn. Như vậy thì đất hiếm Việt Nam đứng thứ nhì thế giới sau Trung Quốc. Cái mỏ đất hiếm ở Việt Nam nằm ở vùng Tây Bắc. Các cái mỏ có tên là Đông Pao, Nam Nậm Xe và Bắc Nậm Xe. Từ đất hiếm người ta có thể chế ra một chất bán dẫn, gọi là bán dẫn bởi vì một cách chung nhất thì đứng về phương diện địa thập thì chỉ có hai loại chất, một là chất dẫn điện, hai là chất không dẫn điện. Chất dẫn điện giống như đồng, chì, kẽm, chất không dẫn điện điển hình như gỗ, plastic, vân vân. Tuy nhiên khi người ta tinh chế đất hiếm để có được chất bán dẫn thì chất bán dẫn này mở đầu nó có thể là không dẫn điện, nhưng mà khi đưa lên nhiệt độ cao, thay đổi với ánh sáng, thay đổi môi trường thì nó lại trở thành chất dẫn điện mạnh hơn chất dẫn điện bình thường. Vì vậy chất bán dẫn có thể nói rằng là nó giúp cho cái công nghệ điện tử biến hóa muôn hình vạn trạng. Vì vậy người ta cho rằng cái chất bán dẫn đã tạo ra một cuộc đại cách mạng trong địa hạt vật lý và hóa học. Trong cuộc đại cách mạng này, người ta thấy nổi trội nhất là đất hiếm rồi chất bán dẫn sẽ dẫn tới một cái công nghệ cao cấp là công nghệ trí thông minh nhân tạo. Và trước khi hình dung ra trí thông minh nhân tạo thì tôi xin nói một cách vắn tắt cái tác dụng của chất bán dẫn. Mở đầu như chúng ta đã biết, mở đầu cái giai đoạn computer ra đời thì một cái computer nó bằng nửa căn phòng, nhưng mà nhờ chất hiếm
nhờ cái bán dẫn, ngày nay người ta biến computer thành một cái cell phone bằng một bàn tay. Đó là cái tính chất vô cùng cách mạng của đất hiếm trong hoạt động của công nghệ điện tử. Trong cái cam kết Mỹ và Việt Nam tiến lên bang giao chiến lược toàn diện, thì Hoa Kỳ hứa sẽ giúp Việt Nam thứ nhất là khai thác đất hiếm, thứ nhì là làm thế nào để tinh chế đất hiếm và từ đó sản xuất ra chất bán dẫn. Cái việc sản xuất ra chất bán dẫn, Hoa Kỳ và Việt Nam đều thấy trước rằng là trước đây có thể nói Trung Cộng độc quyền về 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 đất hiếm, và Trung Cộng nắm chặt cái đường dây sản xuất tiêu dùng tiêu thụ chất bán dẫn. Nhưng bây giờ thì Hoa Kỳ kinh nghiệm trong chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hoa Kỳ quyết định không còn để cái chuỗi cung ứng các cái linh kiện điện tử ở trong tay Trung Quốc nữa, mà chia ra làm nhiều điểm nhấn khác nhau. Thì những điểm nhấn khác nhau đó trong tương lai, Hoa Kỳ đặt Việt Nam như là một điểm nhấn quan trọng. Nói một cách vắn tắt, cái tác dụng kinh tế trong chiến lược toàn diện nó sẽ đưa Việt Nam tiến lên từ một quốc gia gia công trở thành một quốc gia thực sự sản xuất, đặc biệt là sản xuất đất hiếm, và trở thành một cái điểm nhấn về về ứng dụng các cái chất bán dẫn. Trình bày như vậy để thấy rằng cái hiệp định thương mại, hiệp định đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lần này rõ ràng là đôi bên đều có lợi. Hoa Kỳ giúp Việt Nam khai thác đất hiếm, giúp Việt Nam trở thành một bộ phận quan trọng trong cái chuỗi cung ứng linh kiện điện tử. Ngược lại, Việt Nam giúp Hoa Kỳ yên tâm rằng cái chuỗi cung ứng đó ngày nay không còn nằm trọn vẹn trong tay Trung Cộng nữa. Thưa ông, đường lối chính trị cũng như là cả về nền kinh tế của Việt Nam đều phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc từ lâu. Nhiều cái biến cố xảy ra như là Trung Cộng đã ngang nhiên xâm chiếm các cái hải đảo của Việt Nam và ngang nhiên đặt giàn khoan HD981 thăm dò dầu khí ngay trong phạm vi thềm lục địa của Việt Nam cũng đã gây nên một cái làn sóng rất là phẫn nộ của dân chúng. Thì ngày hôm nay với cái bước nhảy vọt ngoại giao thành đối tác chiến lược toàn diện giống như là Việt Nam với Nga và Trung Quốc, như vậy thì thưa luật sư, phải chăng cái việc ký kết này giữa Việt và Hoa Kỳ nó mang một cái ý nghĩa đó là thoát chung? Ông có một cái nhận định như thế nào về vấn đề này? Về khía cạnh thoát trung trong cái đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì như chúng ta đã thấy từ rất lâu, Việt Nam cố gắng hết sức để thoát trung, bởi vì trong 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 quá khứ nhiều thập niên qua, mặc dù đôi bên giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn vẫn nói với nhau 16 chữ vàng bốn tốt, nhưng mà thực sự ra cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều không tin cậy lẫn nhau. Hay nói rõ ràng hơn nữa là Trung Quốc xâm lấn Việt Nam trên mọi bình diện, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam do quá khứ lịch sử đã lệ thuộc nặng nề kinh tế đối với Trung Cộng. Lần này do bang giao chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ biến Việt Nam từ một quốc gia kinh tế gia công, nhận lắp ráp các cái bộ phận máy móc để trở thành một thành phẩm. Thì bây giờ trong chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập về kinh tế, sản xuất thực sự, đặc biệt là sản xuất đất hiếm và dự phần vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Cái sự phát triển kinh tế trong trường hợp này rõ ràng đã giải gỡ Việt Nam thoát khỏi những cái ảnh hưởng kinh tế nặng nề của Trung Quốc. Đó là ý nghĩa thoát trung của hiệp ước đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngược lại thì Hoa Kỳ cũng đã
ngược lại Việt Nam sẽ giúp Hoa Kỳ không còn sợ Mỹ áp lực nặng nề của Trung Quốc qua sự việc Trung Quốc độc quyền nắm giữ chuỗi cung ứng linh kiện điện tử trên trên toàn thế giới. Thoát trung về kinh tế sẽ đi đến những cái hoạt động tự cường của quốc gia, bởi vì trong thực tế không có cái gọi là thuần túy kinh tế, không có cái gọi là thuần túy chính trị. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao, vân vân đều có liên hệ chặt chẽ với nhau. Đó là một cái công lý hiển nhiên. Vì vậy, đừng nghĩ sẽ có những hoạt động thuần túy kinh tế, đừng nghĩ sẽ có những hoạt động thuần túy quân sự, mà phải thấy rằng khi thoát trung về kinh tế, đương nhiên sẽ thoát trung về mặt chính trị. Đó là những cái lợi điểm mà Việt Nam thấy trước trên con đường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Quý khán giả vẫn đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với luật sư Đỗ Thái Nhiên trong mỗi tuần một sự kiện, mà Kim Nhung sẽ trở lại với quý vị sau một vài thông tin thương mại của đài. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cua Canada. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. Wow, tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cô nhắc nè, và đủ các loại bia. Ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn. Supermarket. Vâng, Kim Nhung xin kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show mỗi tuần một sự kiện. Tuần này với luật sư Đỗ Thái Nhiên, chúng ta đang trong cái đề tài đó là ý nghĩa của việc thoát trung của Cộng sản Việt Nam trong bàn giao chiến lược toàn diện. Trở lại thì thưa với ông, Việt Nam từ trước cho tới nay vẫn tự nhận mình là một cái nước dân chủ, và tuy nhiên cái thực trạng mà người dân không có thực sự có nhân quyền. Chúng ta thấy là nhiều cái việc đàn áp tôn giáo rồi bỏ tù nhiều nhà bất đồng chính kiến. Cho nên là các cái tổ chức nhân quyền trên thế giới thường họ đã lên án và chỉ trích rất là nhiều, và ngay cả Mỹ cũng đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi về nhân quyền. Như vậy thưa với luật sư Đỗ Thái Nhiên, cái việc bàn giao chiến lược toàn diện lần này, vấn đề dân chủ của Việt Nam có thay đổi và cải thiện hay không? Mời ông. Ảnh hưởng của bàn giao chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có tác động như thế nào đối với dân chủ, vấn đề dân chủ hóa Việt Nam? Thì như tôi đã trình bày là không có chính trị thuần túy, không có kinh tế thuần túy. Bây giờ chúng ta hãy xét xem cái tác dụng của kinh tế ảnh hưởng như thế nào đối với vấn đề dân chủ hóa Việt Nam. Trong ban giao chiến lược toàn diện thì cái sự việc Hoa Kỳ biến Việt Nam từ một quốc gia kinh tế gia công trở thành một cái quốc gia độc lập trong sản xuất, đặc biệt là khai thác đất hiếm, đặc biệt là cung ứng, tham dự vào đường dây cung ứng chất bán dẫn trên toàn thế giới. Kinh nghiệm cho thấy rằng Hoa Kỳ đã sai lầm từ đầu thập niên 1970 khi bàn giao với Trung Quốc, khi Hoa Kỳ nuôi dưỡng để Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh về kinh tế. Từ cái kinh nghiệm Hoa Kỳ thất bại trong dân chủ hóa Trung Quốc, người ta đặt câu hỏi phải chăng rồi ra bàn giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua đối tác chiến lược toàn diện cũng đi theo bánh xe của Trung Quốc, rồi thì độc tài vẫn là độc tài, Hoa Kỳ vẫn là Hoa Kỳ. Thưa rằng chúng ta không thể nào so sánh Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam 100 triệu dân, Trung Quốc tới 1 tỷ rưỡi dân, thành thử ra xin miễn đồng hóa Việt Nam với Trung Quốc. Thứ nhì, trong thời gian
trong những thập niên 1970, có hơn 40 năm Hoa Kỳ cùng với Trung Quốc phát triển kinh tế, thì Hoa Kỳ không quan tâm trong nội bộ Trung Quốc độc tài hay không, tham ô nhũng lạm hay không, miễn là Hoa Kỳ làm cho Trung Quốc giàu lên để Trung Quốc cùng với Hoa Kỳ đương đầu với Liên Xô. Rút kinh nghiệm từ cái sự không quan tâm gì tới nội tình hoạt động của Trung Quốc, thì trong hoạt động kinh tế với Việt Nam trong những ngày sắp tới, thứ nhất về vấn đề kỹ thuật, Việt Nam muốn trở thành một quốc gia kinh tế độc lập, một quốc gia khai thác hữu hiệu đất hiếm, một quốc gia ở trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu về chất bán dẫn, thì Việt Nam phải thực sự sinh hoạt kinh tế thị trường. Gọi là thực sự sinh hoạt kinh tế thị trường tức là Việt Nam về mặt kinh tế phải 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 tuyệt đối tuân theo hành chánh và luật pháp của kinh tế thị trường. Hành chánh và luật pháp của kinh tế thị trường sẽ biến Việt Nam về trên địa bàn kinh tế trở thành một quốc gia kinh tế thị trường, hay nói rõ hơn một quốc gia kinh tế tự do dân chủ, bởi vì luật tắc của kinh tế thị trường là luật tắc của tự do dân chủ. Dạ vâng. Khi kinh tế đã phát triển, khi kinh tế đã triệt để được dân chủ hóa, thì kinh tế dân chủ hóa nó sẽ trở thành cái hạt nhân làm cho toàn bộ xã hội Việt Nam được dân chủ hóa. Đó là chân ý nghĩa của tác dụng giữa kinh tế với dân chủ hóa, đó là chân ý nghĩa trong tác dụng giữa đối tác toàn diện chiến lược Hoa Kỳ và Việt Nam đối với kinh tế của Việt Nam. Vâng, chúng ta hẳn còn nhớ là trước năm 1975 thì Hoa Kỳ cũng đã có những cái chính sách bang giao toàn diện với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trên nhiều lĩnh vực như là kinh tế, khoa học kỹ thuật cũng như là quốc phòng vân vân. Rồi cái lần ký kết chiến lược bang giao toàn diện với nhà nước Cộng sản Việt Nam lần này, ông có thể so sánh hai giai đoạn bang giao này có cái sự khác biệt như thế nào? Mời ông. Nói tới bang giao nói chung và nói tới bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam ngày nay, thì chúng ta phải phải nhớ lại cái nguyên tắc trong hoạt động chính trị, đặc biệt là chính trị quốc tế. Không có ai là kẻ thù vĩnh viễn, không có ai là người bạn vĩnh viễn, mà cái bang giao đó nó sẽ biến thiên theo tình hình chung của thế giới, theo tình hình của quốc nội và quốc tế. Chúng ta nhớ rằng thời Hoa Kỳ bang giao với Việt Nam Cộng Hòa là rõ ràng Hoa Kỳ muốn 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 xây dựng Việt Nam Cộng Hòa như là một lá chắn chống cộng sản. Tuy nhiên qua tới năm 1970, thập niên 1970, Hoa Kỳ thương lượng với Trung Cộng, tìm cách hợp tác với Trung Cộng để đương đầu Liên Xô, và từ đó thay đổi bàn cờ chính trị thế giới, hay nói rõ ràng hơn, thay đổi bàn cờ chính trị trong tương quan giữa Hoa Kỳ với Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì khi đã bắt tay với Trung Cộng thì cái quyền lợi chính trị của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Khi không còn nữa thì Hoa Kỳ thay đổi điều điều mà chúng ta gọi là Hoa Kỳ đã phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ qua tới hợp tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ với Cộng sản Việt Nam, thì ở đây chúng ta thấy rằng đôi bên có những quyền lợi xen kẽ, song phương tương tác chặt chẽ với nhau. Về mặt Việt Nam có lợi được Hoa Kỳ giúp thoát trung về về kinh tế, thoát trung về về chính trị, được Hoa Kỳ giúp Việt Nam từ một quốc gia kinh tế gia công trở thành một quốc gia kinh tế độc lập trong khai thác đất hiếm, độc lập trong vấn đề đóng vai trò quan trọng trên cái chuỗi cung ứng linh kiện điện tử. Về phía Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ có Việt Nam như là một cái lá chắn ngăn cản sức bành trướng của Bắc Kinh. Hoa Kỳ có Việt Nam hỗ trợ để phá vỡ cái gọi là cái chuỗi cung ứng toàn diện mà Trung Quốc độc quyền nắm giữ từ trước đến nay,
Vì vậy, trong bàn giao chiến lược Hoa Kỳ và Việt Nam, đôi bên đều có lợi. Và chính vì đôi bên đều có lợi, cho nên đây là một bàn giao bền bỉ. Sở dĩ tôi gọi là bền bỉ bởi vì cái tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trên mọi bình diện cho đến bây giờ chúng ta không tin liệu được bao nhiêu thập niên nữa thì chấm dứt, bao nhiêu thế kỷ nữa thì chấm dứt, chừng nào còn có tranh chấp gay gắt giữa Trung Quốc với Việt Nam, chừng đó Hoa Kỳ đang rất cần Việt Nam và Việt Nam cũng đang rất cần Hoa Kỳ. Chính vì đôi bên đều cần nhau cho nên bàn giao chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam theo sự đánh giá của tôi, đây là một bàn giao bền bỉ. Vâng, xin cảm ơn luật sư Đỗ Thanh Nhân rất là nhiều và Kim Nhung sẽ tạm ngừng buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây và sẽ trở lại với ông vào lần nói chuyện kế tiếp. Mời ông gửi lời chào đến quý khán giả. Trân trọng kính chào cô Kim Nhung, trân trọng kính chào quý khán thính giả. Vâng, Kim Nhung xin cảm ơn đến khán thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi trong mỗi tuần một sự kiện tuần này với luật sư Đỗ Thanh Nhân và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị thứ ba tuần tới trở lại với cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cua Canada. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. ABC, wow, tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cầu nhắc nè, và đủ các loại bia. ABC, chợ lý tưởng của người Việt Nam ngay trung tâm Lido Sài Gòn. ABC Supermarket.